Thưa quý vị, kỳ nghỉ lễ 3 ngày vừa qua trên khắp cả nước thì không khí đi du lịch đã tưng bừng và rộn ràng khắp nơi, báo hiệu một năm mới hồi phục của ngành du lịch nước nhà. Và không biết gia đình chị Quảng Gia có đi du lịch đâu không ạ? Thực ra thì thời điểm này thì không cần phải đi đâu xa đâu ạ, bởi vì là nhà tôi thì chỉ liên quan ở Đà Nẵng thôi ạ, và đã có rất là nhiều những sự lựa chọn. Bởi vì là trong những ngày này thì cả thành phố hút của chúng ta thì đóng chìm trong lễ hội, và chỉ cần cầm chiếc điện thoại hay là chúng ta chỉ cần đơn giản là online Facebook thôi, hay là vào các trang báo thì đã có thể cập nhật được thời điểm cũng như là địa điểm và quy mô của các chương trình để mình mà có thể lựa chọn nên là đến những nơi nào mà phù hợp với sở thích của gia đình mình. Vâng, và có rất nhiều người cũng chỉ cần sử dụng điện thoại thôi là có thể cập nhật thông tin về du lịch Đà Nẵng. Và để có được những cái thông tin kịp thời cùng với những hình ảnh và video ấn tượng trên mạng xã hội là cả một cái quá trình làm truyền thông sáng tạo của ngành du lịch thành phố. Và vâng, và đã có rất nhiều người trên khắp cả nước, thậm chí là trên thế giới, chỉ vì một hình ảnh hay là một thước phim lay động nào đó về cảnh đẹp, con người hay là ẩm thực Đà Nẵng mà đã quyết định tìm đến đây để du lịch. Để minh chứng cho điều tôi nói thì mời quý vị hãy cùng tìm hiểu về chiến lược truyền thông của du lịch Đà Nẵng trong năm qua. Con phố nhà bạn thật lâu, ta sẽ gặp lại sớm thôi. Tôi ước mong bạn bình an, tôi vẫn xanh tươi chờ bạn. Ca khúc Một Màn mang nhiều thông điệp này được cất lên bởi giọng hát Lê Cát Trọng Lý, một ca sĩ Đà Nẵng, được nhiều khán giả cả nước mến mộ, bỗng chốc nổi tiếng trên mạng xã hội những ngày cuối năm. Những cảnh đẹp đặc sắc của phố biển miền Trung xuất hiện lung linh, cùng với đó là thông điệp Đà Nẵng đã an toàn đón chào du khách quay trở lại. Tất cả chúng tôi đều nhớ các bạn, những du khách đáng mến trên khắp Việt Nam này. Phải khẳng định âm nhạc là thứ người ta hay đặt niềm tin vào và cũng là cách dễ thu phục lòng người nhất. Chiến lược truyền thông khéo léo này của Đà Nẵng được kích hoạt ngay thời điểm người dân khắp cả nước đang lên kế hoạch cho kỳ nghỉ lễ Tết Tây, và nó đã thành công. Chúng tôi tăng cường việc quảng bá truyền thông điểm đến Đà Nẵng trên các trang mạng xã hội và cũng như là các cái phương thức mà truyền thông trực tuyến, vốn là một cái hình thức mà tiết kiệm chi phí và cũng đem lại cái hiệu quả, cái sức lan tỏa vô cùng lớn đối với cộng đồng mạng. Chúng tôi cũng vừa cho ra mắt MV kết hợp với ca nhạc sĩ Lê Cát Trọng Lý, đó là Đà Nẵng Nhớ Bạn, khắc họa những cái hình ảnh đời thường của con người Đà Nẵng, những cái tình cảm của con người Đà Nẵng, gửi gắm cái lời nhớ thương đến với du khách phương xa. Cho dù như thế nào thì chúng tôi vẫn mong muốn du khách và mọi người được bình an và hẹn gặp lại trong một ngày sớm nhất tại Đà Nẵng. Hiếm có địa phương nào tập trung khai thác du lịch bằng những phương tiện truyền thông đặc biệt là mạng xã hội như thành phố Đà Nẵng. Chẳng hạn như mới đây, trong buổi họp báo công bố các sản phẩm du lịch trong đợt kích cầu lần 2, ngành du lịch phối hợp cùng với các đơn vị liên quan tổ chức phát trực tiếp chương trình kích cầu trên fanpage Đà Nẵng Fantastic City. Chỉ trong thời gian ngắn khoảng hơn 1 giờ đồng hồ, chương trình đã thu hút hơn 30.000 lượt yêu thích, bình luận và tiếp cận được hơn 44.000 lượt người xem. Cách làm này được những người làm du lịch đánh giá là khá mới, mang lại hiệu quả cao trong việc tương tác cũng như lan tỏa, cung cấp thông tin rộng rãi tới người xem. Thực tế, rất nhiều du khách chọn Đà Nẵng để du lịch trong dịp nghỉ lễ đều tiếp cận thông tin qua mạng xã hội. Đà Nẵng có nhiều lễ hội và đặc sắc, và tôi thấy cái ấn tượng và tôi thích Đà Nẵng. Và thật sự hôm nay tôi rất là vui và rất là phấn khởi khi tham gia cái lễ hội này. Tôi thấy người dân ở Đà Nẵng rất là thân thiện, hài hòa và rất là mến khách. Em rất là vui khi mà tham gia lễ hội chào năm mới này, và đến với bạn bè thì em đã check in rất là nhiều nơi ở đây. Em rất là thích và cảm thấy rất là thú vị, và cũng mong là em có nhiều cơ hội để mà đi du lịch ở đây. Truyền thông cho du lịch Đà Nẵng còn thực sự tạo ấn tượng bởi những clip viral ngắn nhưng mang nhiều thông điệp và lan truyền mạnh mẽ trên YouTube, Facebook, Instagram, như Đà Nẵng đến là để thương, thương là để nhớ, nhớ là để quay lại, mong ước bình thường, vì một tinh thần Đà Nẵng bình tĩnh, đoàn kết và mạnh mẽ. Một thời lướt Facebook, rất dễ dàng bắt gặp những hình ảnh đi kèm các hashtag dễ thương như See you in Đà Nẵng, gặp bạn ở Đà Nẵng, Đà Nẵng thank you, Đà Nẵng cảm ơn bạn, Đà Nẵng miss you, Đà Nẵng nhớ bạn. Người dân Đà Nẵng sẽ mãi tự hào khi hình ảnh quảng bá cho du lịch thành phố còn xuất hiện quá ấn tượng trên sóng BBC vào khung giờ vàng.
tương lai không xa, Đà Nẵng còn tổ chức hàng loạt các chương trình trải nghiệm Đà Nẵng, cuộc hội ngộ của những người nổi tiếng với sự tham gia của các nghệ sĩ nổi tiếng, vlogger, KOL, những người có tầm ảnh hưởng. Trong năm 2021, chúng tôi cũng nhấn mạnh vào cái thị trường chính, đó là thị trường khách du lịch nội địa. Và trong thị trường này thì chúng tôi đi sâu vào những cái phân khúc mà ví dụ chuyên sâu về ví dụ như là du lịch học đường hoặc du lịch nghỉ dưỡng biển, du lịch golf, du lịch công vụ. Chúng tôi cũng có kế hoạch là vẫn tăng cường cái việc mà kết nối với các cái doanh nghiệp du lịch ở các cái thị trường quốc tế chính của Đà Nẵng, ví dụ như là Hàn Quốc, Nhật Bản, Trung Quốc, những cái nước ASEAN vân vân, thì chúng tôi vẫn thường xuyên tổ chức những cái buổi hội thảo du lịch trực tuyến, webinar để kết nối với các cái doanh nghiệp du lịch ở những cái thị trường này. Thị trường khách du lịch tại Đà Nẵng ghi nhận ấm dần lên sau cho hoạt động kích cầu dịp năm mới 2021, được cho là tín hiệu lạc quan và cũng cho thấy sức ảnh hưởng mạnh mẽ của truyền thông mang lại. Thế nhưng bài toán phục hồi du lịch vẫn còn gian nan phía trước. Lúc này đây, đòi hỏi những người làm du lịch cần sáng tạo hơn trong cách quảng bá thương hiệu bằng những gì dễ đi sâu vào lòng người nhất. Đà Nẵng có núi, có sông, có biển, có nhiều khu vui chơi, có ẩm thực ngon, có nguồn nhân lực làm du lịch chất lượng cao. Tất cả điều kiện đã có sẵn, chúng ta cần thêm những ý tưởng mới để ngành công nghiệp không khói, ngành kinh tế mũi nhọn của thành phố Đà Nẵng thực sự phất lên trong năm 2021.